xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Tôn Ngộ Không Việt Nam nha. Và hôm nay cái vlog tiếp theo đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm gậy như ý nha. Đó, thì các vật dụng mình cần chuẩn bị là cái gì? Đây là một sơn đồng, một chai sơn màu đồng. Đó, mình gia tiệm mình kêu mua là màu vàng gold này nè. Đó, các bạn nhớ là cái chai giống vậy nha. Rồi, với một chai bạc. Rồi, và một cây gậy, đó là không thể thiếu. Các bạn có thể mua một cây gậy gỗ, hoặc là mình mua một cây gậy nhựa, cây nhựa, hoặc là một cái ống nước. Ống nước thì mình vẫn làm được. Nói chung là các bạn thấy cái nào mà phù hợp với mình mà quay dễ nhất thì các bạn sử dụng cái đó nha. Rồi, ok. Bạn nào mà thấy cái mình phù hợp với kích thước nào thì mình xài kích thước đó nha. Bây giờ mình sẽ canh khoảng 1,5 m nha. Mét rưỡi. Mét đo cái chiều cao đi. À, thường là sang quay cỡ này ngang lỗ tai. Ngang lỗ tai nha. Mình cưa. Cỡ này hả? Ừ. Cưa ngang lỗ tai luôn. Mình sẽ cưa ngang lỗ tai. Rồi là vừa. Nói chung là các bạn đo một cái kích thước mà ngang ngang lỗ tai mình là chuẩn nha. Rồi bây giờ sân cưa dùm sang đi. Nếu mà các bạn xài ống nhựa hoặc ống nước thì các bạn có thể mua đề can dán. Nhưng mà mình làm cái cây này là bằng gỗ thì nó sẽ bám cái màu này lên nè. Nó nhìn nó khi mà mình quay gậy nó đẹp hơn. Bằng nói chung là mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Ví dụ như mình thích gậy nhựa nó nhẹ thì cũng được, thì mình xài gậy nhựa. Còn cây gỗ này nè, thử nó rất là nhẹ, tại các bạn biết sao. Nó bọng bên trong nè, đó, thấy nó bọng không? Đó, các bạn kiếm cái gỗ mà bọng bên trong thì nó sẽ cây gậy nó sẽ nhẹ hơn. Nếu mà cái gỗ mà nó đặc luôn á, các bạn nè, thấy không? Nó có cái lỗ nè. Nếu mà các bạn mà xài gỗ đặc luôn nó nặng lắm. Mình quay cái tay mình nặng tay khó lắm. Rồi bây giờ mình sẽ sơn nha các bạn. Các bạn đang cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong gậy như ý nha. Chỉ cần 5 phút thôi, các bạn đi ra ngoài một chỗ mà bán vật liệu xây dựng hay là những cái chỗ mà bán đạo cụ trang trí, các bạn có thể làm một cây gậy như ý đơn giản đó. Tại vì nếu mà mình mua một cây gậy á là mình gỡ bưu điện rất là khó. Cái này các bạn có thể làm tại nhà trong vòng 5 phút thôi đó. Vậy là quay ngon lành rồi nè. Quay đó. Và đặc biệt bây giờ mình sẽ gắn pháo vô nữa. Đó, mình gắn pháo lên. Mình sẽ quay gậy pháo cho cả nhà cùng xem nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ gắn pháo vô nha cả nhà. Rồi. Thành công. Rồi. Đó. Cả nhà có thể làm theo trong vòng chỉ 5 đến 10 phút thôi nha. Chúc cả nhà thành công nha. Vô đây, vô đây. Đây. Rồi, đây. Và đây là người bạn hỗ trợ cho sang cái trò này nha. Suối nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Cả nhà thấy cái video này hay, nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của Ngộ Không nha. Bye bye. Hoặc là cái bình luận nào mà muốn Tôn Ngộ Không với lại mình hỗ trợ làm thêm nhiều clip thì các bạn cứ bình luận phía dưới nha.
xinh tuyết kìa. Ok. Bye bye. Và bây giờ mình sẽ gắn pháo vô. Các bạn mua một cái viên pháo như vậy nè. Đó, người ta gọi là pháo điện nha. Đó, mình gắn ở đây. Mình sẽ dùng keo đen ở đây. Đó. Quấn ở đây. À. Cũng chắc nha. Thì cái này lúc mà mình quay mà không chắc là nó sẽ văng tùm lum luôn á. Rồi quấn hết luôn đi. Hai đầu cho đẹp. Nếu mà mình có bằng keo vàng mình quấn là nó sẽ đẹp hơn. Thì bây giờ sang ví dụ thì mình xài bằng keo đen nha. Cái này để dành mình tập. Đó, vậy là xong. Và bây giờ các bạn chỉ cần một cái viên pin. Đó, nó ra nha. Viên pin thì mình chỉ cần chạm hai đầu. Đó, để một cái cục pin ở đây chạm hai đầu thì pháo sẽ bắn ra. Thì Sang sẽ nhờ thêm một người bạn Sang hỗ trợ Sang này. Đó, bây giờ mình sẽ thử trước, thử coi nó có bị lệch không. Và bây giờ mình sẽ gắn pin vô. Đó. Nói chung là cái này cũng mình cũng hơi sợ nha. Đó vì mình sợ lửa. Mà hôm nay vì làm cái clip này cho các bạn xem nên mình làm tới luôn. Rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà mặc đồ này mà quay thì cũng bình thường rồi. Thì phá lệ là định là không làm ngộ không nữa, nhưng mà sẽ mặc đồ ngộ không lên quay gậy cho cả nhà cùng xem nha. Bắt đầu nha.